Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất từ nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nó nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn hạt cải gieo xuống đất thì nhỏ tí nhưng mọc lên thì to lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Chúng ta rút ra bài học cộng tác với Thiên Chúa từ những khởi đầu nhỏ bé. Trước hết, gieo hạt là bổn phận của con người, còn chuyện mọc lên là của Thiên Chúa. Có những việc mà chúng ta có thể làm và phải làm, Thiên Chúa không làm thay cho chúng ta. Không phải vì Ngài không thể làm, nhưng vì Ngài chỉ muốn chúng ta cộng tác với Ngài. Gieo hạt là phần vụ của chúng ta, còn cho hạt mọc lên là quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta có ngồi quan sát cả ngày cũng chẳng thấy nó tăng trưởng, nhưng với thời gian, nó sẽ lớn mạnh ngoài sức quan sát của con người. Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé, như cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an, thì sẽ gặt về hạnh phúc vô vàn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mì ăn liền, chỉ cần nhấn nút là xong. Nhưng không phải tất cả mọi việc đều có cách làm nhanh nhất. Chẳng hạn việc nuôi dạy con cái sẽ không có một nút vặn ma quái nào cho điều đó cả. Chúng ta phải gắng sức rồi phải kiên nhẫn phó thác, như người đi gieo hạt chờ đợi mùa gặt trong kiên nhẫn, khiêm nhường và hy vọng. Chúng ta là công trình của bàn tay Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng ta cũng là bàn tay của Thiên Chúa trong công trình do chúng ta tạo ra. Như lời Thánh Phaolô nói: Phaolô trồng, Apollo tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi cộng tác vào trong công cuộc của Chúa. Chúng ta có thể là những mảnh đất để hạt giống nước trời được gieo trồng, và trong sự khoan phòng của Thiên Chúa, hạt giống nước trời sẽ lớn lên. Như vậy, những khởi đầu bao giờ cũng thật nhỏ bé. Chúng ta thường ấn tượng với cái to lớn và coi thường cái nhỏ bé. Tuy nhiên, một trái bom nguyên tử có sức nổ lớn, nhưng lại bắt đầu từ những nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Nhiều sự nghiệp vĩ đại lại bắt đầu từ những đường lối nhỏ bé và kín đáo. Một cao ốc bắt đầu từ một viên gạch này đặt lên một viên gạch khác. Một đám cháy rừng có thể bắt đầu từ một tàn thuốc lá vứt bất cẩn.
một cây thông lại nảy sinh từ một hạt thông bé tẹo. Chúng ta cũng thường bỏ quên những điều nhỏ trong tai họa lớn đến với mình. Những cuộc hôn nhân tan vỡ thường không do các cuộc cãi vã to tiếng, nhưng là do những bất bình nho nhỏ. Chúng bắt đầu một cách lặng lẽ, kín đáo, rồi lớn dần và chín mùi. Những thói quen và bệnh tật thường bám vào chúng ta cách chậm chạp và từng bước một theo kiểu như vậy. Tóm lại, chúng ta hãy bắt đầu với một khởi đầu nhỏ, như bước đầu tiên của người đi gieo hạt. Khi mùa gặt tới, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì mùa màng tốt đẹp quá. Tôi chắc rằng Chúa sẽ nhìn xuống và nói: cảm ơn con, chúng ta đã làm một việc tốt đẹp. Chúng ta cần đến Chúa và Chúa cũng cần đến chúng ta. Vậy ước gì mỗi người chúng ta hôm nay ý thức rằng chúng ta không cần làm việc to tát vĩ đại, mà chỉ cần làm cho tốt những việc nhỏ bé hằng ngày của mình. Không cần ồn ào phô trương hay quảng cáo cho niềm tin, chỉ cần sống một cách âm thầm nhưng kiên trì những giá trị tin mừng mà mình đã nhập tâm. Rồi Thiên Chúa sẽ có cách làm cho những hạt giống bé nhỏ đời ta trổ sinh nhiều bông hạt, sinh ích cho tha nhân và cứu rỗi các linh hồn.